chủ nhật này tao sẽ quất thẳng ông Minh Tuệ. Như đã nói từ trước, bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện trong một video phát biểu nhắm vào ông Minh Tuệ. Trong phiên phát trực tiếp buổi sáng, bà Hằng tỏ ra xúc động, giọng điệu trầm buồn và không lớn tiếng như thường lệ. Bà khóc nhiều, chia sẻ ý định muốn rời khỏi Việt Nam để định cư ở nước ngoài. Cuối phiên livestream, bà để lại một đoạn trailer ngắn, hẹn sẽ trở lại vào lúc 3 giờ chiều để tiếp tục nói với ông Minh Tuệ. Đúng 3 giờ chiều, buổi phát sóng trực tiếp thứ hai của bà Hằng thu hút đông đảo sự chú ý, với nhiều YouTuber tham gia tường thuật và bình luận. Trong video, bà Hằng yêu cầu gia đình ông Minh Tuệ phải công khai sao kê tài chính và sau đó tiếp tục đưa ra yêu cầu tương tự đối với công ty Thiên Định Tuệ, doanh nghiệp có liên quan đến ông Tuệ. Mở đầu video, bà nhắc lại câu chuyện bà đi tù trong 2 năm vừa qua. Trong đó thì View Anh đã kiện bà nhưng không đủ yếu tố, buộc Hoài Linh phải quất một lá đơn, để rồi bà phải trả cái giá là 2 năm. Bà cũng nói trong clip rằng bà đi tù 2 năm không thấy nhục, đi tù là vì nhân dân. Sau đó bà bắt đầu quất ông Tuệ như đã hứa. Bà cho rằng nước ngoài ca ngợi ông Thích Minh Tuệ là lãnh đạo tôn giáo ở Việt Nam và cung phụng ông lên tận trời. Bà đưa ra quan điểm rằng một thằng ở dơ, ăn không đánh răng, đi vệ sinh không chùi đít mà người ta ca ngợi. Bà khuyên can những ai đang u mê Thích Minh Tuệ hãy dừng lại. Đừng ca ngợi ông ta nữa vì đó chẳng là ai cả. Không thuộc đạo nào, không thuộc tôn giáo nào. Vì thế ca ngợi Thích Minh Tuệ là vô lý và chính tay bà sẽ kéo ông ta xuống. Lời bà đã được đám đông bên dưới vỗ tay ầm ầm, hoan hô liên tục. Được đà thì bà Phương Hằng càng sung và nói liên tục. Bà khẳng định đã cân nhắc rất kỹ trước khi tố cu Tuệ bởi bà thấy dân quá u mê. Bà Hằng khẳng định bà chính là khắc tinh của những kẻ lừa đảo nhân dân. Điều đáng chú ý là bà khẳng định ông Minh Tuệ đã bí mật quyên góp tiền từ thiện phục vụ mục đích cá nhân. Không ai để ý thấy nhưng bà Hằng đã nhận ra. Trong đó bà chỉ ra những tín hiệu được ông Tuệ khéo léo lồng vào clip để xin từ thiện. Ví dụ như, ngày mai thầy đi, thầy sẽ thông báo. Hoặc báo bệnh, thầy không thể đi được, bữa nay thầy đói rồi. Đặc biệt Thích Minh Tuệ có cả công ty. Cứ vài phút lại có vài chục triệu tiền quyên góp được chuyển vào tài khoản công ty. Đến nay công ty đã có vài tỷ tiền quyên góp. Tất cả để moi tiền nhằm tạo hiệu ứng đám đông, có đó trục lợi. Thậm chí ba con tố, nick giả của Thích Minh Tuệ rất nhiều. Có thể có cả ngàn cái cùng lúc được dùng để chửi bà hoặc chửi những ý kiến trái chiều. Bà nói rằng không gì có thể qua mắt bà và cái gì giả tạo thì mãi mãi là giả tạo thôi. Bà Phương Hằng cũng cho rằng chính quyền chưa nghĩ đến việc Minh Tuệ bí mật gom góp tiền từ thiện. Bà mong rằng chính quyền vào cuộc yêu cầu Minh Tuệ sao kê, đồng thời kêu gọi các anh YouTuber sao kê để minh bạch số tiền ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Chưa hết, bà Phương Hằng khẳng định cái nồi cơm của Thích Minh Tuệ là để bôi bác Phật giáo Việt Nam, bởi đó là hình ảnh đã lâu lắm rồi. Các sư Việt Nam không mang ra đường xin cúng dường. Chiếc áo mà Minh Tuệ mặc cũng không ai mặc. Song chính đội ngũ sitting của Minh Tuệ đẩy nó lên thành trào lưu, qua đó tạo ra hiệu ứng đám đông. Bà đã kết luận như sau: đây là một phái tu không được công nhận và đằng sau là một thuyết âm mưu rất rõ ràng, bởi không ai đi tu mà lại soạn kịch bản. Trên TikTok cũng xuất hiện một tài khoản đăng tải thông tin rất choáng váng có liên quan đến ông Minh Tuệ. Cụ thể tài khoản có tên Lê Thị Miền đặt ra nghi vấn rằng ông Minh Tuệ tuyên bố bỏ nhà ra đi theo con đường khổ hạnh đầu đà từ năm 2018 đến giờ. Tuy nhiên có một đoạn livestream vào năm 2020 có quay được một người được cho là giống với ông Minh Tuệ. Người này ngang nhiên ăn thịt, ăn cá, ăn đồ mặn chứ không hề ăn chay. Ngoài ra, TikToker Lê Thị Miền còn cho biết ông Minh Tuệ có dính dáng đến đạo nhân quả. Được biết đây là một dạng tà đạo, vừa thờ Phật lại vừa thờ Chúa. Không chỉ vậy, đạo nhân quả còn xúc phạm Bác Hồ. Vâng thưa quý vị, chốt lại, Lê Thị Miền đã khẳng định Thích Minh Tuệ đã gian dối, lợi dụng hành vi tu hành của mình để khéo léo đá điểu, nói xấu các thành tu khác. Về phía những người ủng hộ của ông Minh Tuệ cũng đã có đòn đáp trả. Mới đây công ty Thiên Định Tuệ cùng ông Lê Anh Tuấn, một nhân vật được cho là liên quan đến vụ việc, đã gửi đơn kiến nghị đến Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Đơn kiến nghị này yêu cầu cơ quan chức năng xử lý các cá nhân và tổ chức có hành vi đưa tin ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của họ. Sau khi bị bà Hằng nhắc đến trực tiếp trong buổi livestream ngày hôm nay, công ty này có thể sẽ tiếp tục các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Chưa biết đúng sai ra sao, song dường như theo nhiều khán giả, đúng là đang có một âm mưu lợi dụng hình ảnh một người bộ hành tập học Phật để gieo rắc những thông tin phỉ báng, công kích giáo hội Phật giáo và các nhà tu hành Phật giáo, gây mất niềm tin của nhân dân, Phật tử, phá hoại Phật pháp, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, nhà nước ta. Đó là những biến tướng nguy hiểm từ những ồn ào liên quan đến hiện tượng ông Thích Minh Tuệ
cần phải được nhận diện và ngăn chặn. Từ chỗ là một người bộ hành thầm lặng kể từ năm 2017, ông Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội qua hình ảnh một khất sĩ đầu trần chân đất, đắp tấm y chắp vá từ nhiều mảnh vải nhặt được, mà ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực dọc theo các tuyến đường. Ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở Hà Tĩnh, đăng ký thường trú tại huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai và từng là nhân viên đo đạc địa chính. Bản thân ông Tú không tự nhận mình là một vị sư, không phải là thầy và cũng không có đệ tử. Ông chỉ bộ hành để tập học theo lời dạy của Đức Phật, vừa là để rèn luyện sức khỏe của bản thân. Điều khiến ông Thích Minh Tuệ gây được ấn tượng đặc biệt là ông đang tự tu theo hạnh Đầu Đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tu luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần, có từ thời Đức Phật tại thế. Ông Thích Minh Tuệ thực hành các hạnh như mặc y phấn tảo, khất thực ngày ăn một bữa, sống ngoài trời, nơi gốc cây, nghĩa địa, không ngủ nằm, không nhận tiền cúng dường. Ông không tu tập theo sự chỉ dạy của một vị bổn sư, cũng không ở một chú xứ nào cụ thể của một ngôi chùa, hay cũng không ở am thất mà bộ hành dày đây mai đó. Và trong vài năm qua đã không gây ra bất cứ sự chú ý nào cho đến khi thông tin về sư Minh Tuệ được các TikToker, YouTuber, Facebooker thổi bùng lên trên các trang mạng. Hình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là con với tất cả mọi người, từ bỏ điều kiện vật chất thế gian để tập học lời Phật dạy đã gây được thiện cảm cho một bộ phận cộng đồng và người dân. Trong khi có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc chê trách, phản đối như cách tu tập của ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của sư Minh Tuệ xôn xao trên mạng, cũng là thời điểm bùng nổ một làn sóng truyền thông của các thế lực thù địch nhằm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm vào các nhà tu hành Phật giáo và tín đồ đạo Phật. Vô số những bài đăng, các video clip được cắt dựng, ghép, đăng tải những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện, tiêu cực nhằm chỉ trích, phỉ báng, làm xói mòn niềm tin, chia rẽ cộng đồng Phật tử và hạ uy tín Phật giáo. Việc người bộ hành Thích Minh Tuệ tự tu học Phật với những phát ngôn hành xử của ông là đúng hay sai, điều đó cần được soi chiếu bằng giáo luật và pháp luật. Chúng tôi xin phép không bàn ở đây. Nhưng với những diễn biến vừa qua và chắc chắn vẫn còn chưa dừng lại, có thể khẳng định hiện tượng sư Minh Tuệ chỉ là cơ hội để những thế lực thù địch, những phần tử bất mãn chớp thời cơ tận dụng một cách triệt để qua thông tin truyền thông, mạng xã hội để chia rẽ, hạ uy tín cộng đồng Phật giáo. Vì vậy, trước bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự việc này, rất mong quý vị khán giả hãy tỉnh táo, soi xét, tìm hiểu thật kỹ, tránh chúng ta trở thành một người bị lợi dụng để lan truyền những thông tin mà chúng ta chưa thể xác thực. Xin cảm ơn một lần nữa. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Tiểu Văn Hóa Ẩm Thực.